Thì ở trong cái phần trước thì các bạn đã làm được cái slide của apple.com. Thì trong cái phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái hiệu ứng khác. Tức là của apple.com thì nó đơn giản là mình chỉ có next sang bên này thôi, hoặc là next ngược lại, hoặc là click ở đây. Tức là nó sẽ chỉ có một hiệu ứng trượt ngang này thôi. Tuy nhiên là trong cái thực tế thì nó có khá nhiều hiệu ứng. Đấy, lúc thì dọc, lúc thì zoom, lúc thì quay, rất nhiều hiệu ứng. Thì bây giờ nếu mà muốn làm cái slide theo kiểu nhiều hiệu ứng đấy thì mình làm thế nào? Thì đây là vấn đề mà mình sẽ giải quyết trong cái bài tập lần này. Tức là chủ điểm của cái bài tập lần này là trả lời câu hỏi là xử lý các cái hiệu ứng khác nhau ấy, cho slide thế nào? Hỏi chấm. Thì nó có cái bài tập luôn ở đây rồi. Đấy. Các bạn có thể là mở trong cái file đính kèm thì nó có sẵn cái bài này rồi. Bạn mở ra sau đó là bạn chọn hiệu ứng nhỉ. Ví dụ như short scale nhỉ. Đó, thì đơn giản là cái ảnh này nó zoom ra. Ảnh zoom ra như vậy. Hoặc là một hiệu ứng nào đó, ví dụ như là sweep nhỉ. Đó, nó trượt lên nhỉ. Như vậy snap in nhỉ, cái này đi thì cái kia đi vào nhỉ, như vậy rất nhiều ứng đúng không, let me in nhỉ, mở ra đi vào, cái này hay đấy, làm cái này đi nhỉ, cái này mở ra cái đi vào, mở ra đi vào. À, ví dụ như vậy, tức là có rất nhiều ứng. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm hiệu ứng này luôn, tất cả hiệu ứng. Thì nó đây nó khá nhiều thì mình sẽ hướng dẫn mình, sau mình gợi ý các hiệu ứng còn lại để các bạn có thể tự xử lý nhé.